Chào mừng các bạn trở lại Bonsai Tiến Sự, và Tiến Sự vẫn đang ở tại vườn chung dưới Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Và đây là một cây xanh, cây dưới mà nó nhiều thân bó vào nhau. Và sau đó thì cách đây 4 tháng thì Tiến Sự đã phải lọc ra một cái ngọn chủ này. Và có anh em cho rằng là dưới thì cũng không nên đục. Tuy nhiên thì có những cây chúng ta phải đục, bởi vì là như các bạn thấy là 1, 2, 3, 4 cái thân này nó dính vào với nhau và nó sẽ đồng nghĩa nó sẽ có 4 cái đường thẳng. Nhưng mà Tiến Sự phải hóa giải nó đi, hóa giải một cái sẹo hai thân vào với nhau, và như các bạn thấy mới chỉ có 4 tháng thôi nhưng mà nó đang vén sẹo đấy các bạn nha. Đó, mới chỉ có 4 tháng nha, bắt đầu đang vén sẹo rồi. Và các bạn hình dung khoảng chúng ta chơi cây khi mà hoàn thiện bông tay 5 năm thì các bạn hình dung cái sẹo này nó sẽ rất đẹp các bạn nha. Ở đây đang vén đây này. Đó. Thấy nhá. Đó. Và mặc dù đây Tiến Sự vẫn đang cấy bông ra nhá, cấy bông. Đó. Trong khi đó thì cái cổ tay của chúng ta vẫn to được hơn phía ngoài. Điều đó là điều quan trọng. Các bạn. Đấy. Ở đây là con tử đang xây dựng. Còn cái con tử này thì lần trước đã cho ra 3 bông, 2 tay, 1 quả phúc. Đó. Một loạt luôn các bạn nhé. Mặc dù trời mưa, mấy ngày nay các bạn biết là mưa, mà Tiến Sự có bạt căng này, bạt căng làm phục vụ cho đúng thời gian. Đây, như các bạn thấy là cái sẹo 4 tháng này các bạn này. Đó. Nếu mà một cái đường thẳng muốt như thế này thì nó không có độ lắc. Thế nhưng mà phải đột phá đi. Đây các bạn thấy 4 tháng này chưa? Cái sẹo đây chưa? Đó. Các bạn nha. Đó, trong cái đốt sẹo này rất là đáng yêu đúng không? Chúng ta tiếp tục sang một cây bên này nữa. Nhiều lắm, khoảng mấy chục cây cơ. Có những chỗ thì vẫn nuôi, có những chỗ thì vẫn vào bông các bạn. Đó. Cây bên này lần trước ghép tử vào đấy các bạn nhé. Ghép tử. Và cây này là một cây to. Cũng phải đục các bạn. Vì từ đầu đuôi là nó đầu thậm chí nó còn to hơn nhé. Rất là nhiều đường thẳng nên là Tiến Sự phải quyết định đột phá ra những cái nhát đục, cái cắt. Và lần này thì đã những cái lần trước định hình những cái mầm ra, và lần này thì vào tay để nuôi sau cắt giật các bạn. Chúng ta còn sang bên này. Sang bên này với một cái nhốt nát đục còn kinh điển nữa cơ. Đây các bạn này. Đấy. Bởi vì từ dưới này nó lên trên này là một cái thân thẳng, thì Tiến Sự muốn hòa nó vào với lại các cái u biếu này, và cũng đang vén sẹo đây các bạn này. Đấy, đang vén sẹo nha. Cái vén sẹo, cái sẹo này mà sau này nó méo đi thì rất là đẹp. Đây cũng là một cái sẹo từ ngày xưa này. Đấy, nó méo mó đi. Mưa mà anh em vẫn đây. Mấy anh em đam mê đang chào anh em nhá. Chào anh nhá. Đang xem cây trên là điện thoại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây là những cái điểm mà ra tay rồi nhưng mà Tiến Sự vẫn nuôi cảnh thợ các bạn. Đây vẫn là đang trong vị trí dâm đấy các bạn, chưa được thoáng. Sau này lên chậu chia ra các vị trí thoáng thì nó mới đẹp được. Chưa vào hàng lối thôi các bạn. Nếu vào hàng lối thì cũng rất đẹp. Nếu như sau vài lần nữa mà Tiến Sự chỉnh sửa thì chắc chắn là sẽ rất đẹp. Do thời tiết mưa Tiến Sự không có đặt máy. Quay lại cái không gian này cho các bạn một chút. Anh em có dịp thì tới hoặc liên hệ số điện thoại qua màn hình. Cây gốc bầu, cây gốc to đây các bạn. Cây mà gốc bầu mà dưới là rất hiếm các bạn nhé. Đây, gốc to lắm. Nhưng mà lên trên thì bắt đầu mút dần. Và Tiến Sự cắt đảo đi một phát ngọn kia. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Tiến Sự có lẽ dừng video ở đây. Xin chân thành cảm ơn và chúc quý vị và các bạn luôn luôn có nhiều niềm vui, luôn có những nụ cười sau khi ngắm cây. Và đặc biệt là quý vị có thể sưu tầm được nhiều cây đẹp. Xin cảm ơn.